Càng vừa lấy về, lần này lần đầu tiên nhập một con súp mới tinh anh em nhé. Súp này là súp của Trung Quốc, nói luôn của Trung Quốc anh em ạ, như nó là hàng công ty. Có nào bán nói thế, cửa hàng tôi thì là một cửa hàng chuyên bán đồ bãi. Như cái súp này lần đầu tiên tôi nhập một cái hàng Trung Quốc, hàng đời mới, hàng mới tinh, hàng nhập khẩu, có tem cờ đầy đủ. Đó. Thì có nào mình sẽ bán như vậy. Bởi vì súp bãi thì đợt này cũng không có hàng, cũng như súp bãi nếu mà bát 30 như cái súp này thì rất đắt tiền luôn. Anh em cứ xác định là từ 10 triệu trở lên nhá. Đấy là 10 triệu là của Nhật nhá, còn của Mỹ thì các bác cứ xác định từ 15 triệu. Của Nhật đã tầm như vậy, những con súp Yamaha bát 30 thì siêu đắt luôn. Anh em có thể thấy tem cờ này, bảo hành đầy đủ. Mã là JBL. Điện là 220. Đẹp, mới tinh mà. Volume rồi cắt tần, cắt tiếp đầy đủ đường vào tín hiệu này. Đó. Thì là đây là hàng tuyển chọn, hàng nhập khẩu. Tem tiếp chống hàng giả này, đó. Tem tiếp chống hàng giả. Hộp này, đấy là hộp. Hộp bốn cạnh phía đáy và ốp bốn cạnh phía trên. Đẹp lông lay. Những cái loại này thì anh em chơi những loại này thì vừa được đảm bảo là hay, lại vừa được rẻ. Tất nhiên mình sẽ không so sánh được với một cái súp xịn của Mỹ, của Nhật bát 30 đâu, nhưng nó sẽ hay hơn những cái con súp bát 25 hoặc bát 20 của Nhật. Bởi vì cái bát này nó là dạng bát to. Với lại đây là hàng loại 1, hàng tuyển, hàng chuẩn chỉ chứ không phải là hàng fake loại 3, loại 4. Trung Quốc thì nó có nhiều loại hàng, hàng loại 1, loại 2, loại 3, loại 4. Anh em có thể nhìn thấy màng nó thiết kế rất đẹp luôn. Rốn bát 30, cơn cao su mềm nhũn luôn. Đó. Tôi vừa lấy về vừa bóc ly lông ra, còn chưa test anh em nhé. Lấy thử một con, cũng như là vừa đặt ở đây có hàng. Bởi vì cửa hàng cũng không bán nhiều về súp. Lấy về một con thôi. Thỉnh thoảng thì chỉ bán là súp bãi của Yamaha, của Pioneer. Nhưng bây giờ thì nó không có hàng, với lại những súp đấy thì nó rất đắt tiền. Chỉ cần bát 20 đã đắt lắm rồi. Súp bãi của Nhật bát 20 nó đã đắt 4-5 triệu trở lên, 4-6 triệu. Có những con bát 25 thì tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi. Thì về một con đây tôi nhập thử xem, vừa để có hàng vừa thử xem. Thì quay video trước, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Điện 220, hàng chính hãng, có tem, có cờ đầy đủ, mới tinh. Thử cái test nhạc luôn em nhá. Súp bát 30 thì nó đánh sẽ gấu dần được ngay. Đây là mở rất nhỏ anh em nhá. Mở to thì không chịu đâu, rung nhà nó trần thạch cao thì nó phành phành được ngay. Đó là bát 30 uy lực thật. Tiếng đánh khá hay luôn. Tiếng đánh hay. Cái này vừa nhà bác nào có chuột đấy. Hoặc là chó mèo ngồi bên cạnh thì chạy hết. Nó rung cái sóng âm này nó khó chịu lắm anh em ạ. Nghe nhạc hát karaoke và thì nó kết hợp âm thanh với nhau thôi. Chứ còn mình mà nghe không này, nghe không